Các bạn chứng kiến nha, đây là con ba khía, người ta còn gọi là con còng. Hắn đang giả chết đó các bạn không tin nổi hắn đâu. Các bạn là không tin nổi đâu, tại vì là mấy các bạn tưởng nó là hắn chết thiệt đúng không? Nhưng mà hắn đang là giả chết đó. Bây giờ mình sẽ... trời ơi, mình sợ hắn cắn mình luôn á các bạn. Sợ hắn kẹp luôn á. Đây, hắn đang giả chết đấy. Kinh khủng không? Đó, đó, và bây giờ hắn đã sống lại. Đà già hắn sống rồi nè. Ồ, đó các bạn. Đó. À, đây là con còng. Một trong cái họ nhà cua nha các bạn. Cua. À, anh em họ nhà cua nó cũng có 8 cẳng, 2 cái càng. Rất là hung dữ. Đó. Ồ. Đó, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Đó, là nó, anh vẫn còn sống đó các bạn. Anh vẫn còn sống. Đó, mà nãy anh ngã ngửa ra. Ngã ngửa ra anh về giải vờ chết. Ghê không? Rồi, đó, đó. Bây giờ là, đó, hắn kẹp mình nè, hắn kẹp mình nè các bạn. Đó. Đó, ghê gớm không? Đó, hắn kẹp mình nè, rất là cứng luôn nha. Bạn nào mà bỏ cái tay vô là hắn kẹp cái tay là chảy máu đó. Kẹp cái tay là chảy máu liền đó. Mà... đó, mà giả bộ vậy đó các bạn. Đó, dữ ghê không? Ngậm nè, ngậm cái cây nè, không buông luôn nè. Đó, thấy chưa, không buông luôn. Kinh khủng hơn đó. Các bạn cứ tưởng tượng là cái cây là cái... Tắt lưỡi mẹ ha. Các bạn cứ tưởng tượng cái cây là cái bàn ngón tay của mình đi. Thì chuyện gì xảy ra với cái ngón tay của mình? Đó. Đó, ở cái miệng của nó nè. Cái miệng của nó thì đang phì ra. Phì ra cái bong bóng. Đó. Mà nãy các bạn nhìn đó là các bạn tưởng nó là hắn chết đúng không? Đó, tưởng nó là hắn chết rồi. Tắt lửa cho hay. Nhìn đây thì tưởng nó là hắn chết rồi phải không? Đó, đỡ hơn vậy nè. Đó. 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 Đó, giữ chưa? Đó. Là con ba khía. Người ta gọi là con còng. Đó các bạn, giữ không nè. Đây là nó phun nước ra đó. Rồi vậy không biết, một chút anh có đưa cái tay lên, đưa cái càng lên, hắn kẹp mình không nữa. Run quá, sợ quá. À, nó giữ ghê không các bạn? Đó, giữ ghê không? Đó, nè. Đó, đánh lộn chừng cùng hắn nè. Đó, rất cứng các bạn. Đó, sẽ lại đây nè, sẽ lại đây. Đây thì nước bọt ra là đó, ghê gớm không? Nhìn cái mặt của anh kìa. Đó, vậy mà hắn giả chết đó. À, bây giờ nè, thử nha, mình sẽ thử. Đó, thử nè, thử dụ hắn đi ra đây, ngã ngửa hắn lên cho hắn chơi, giả bộ giả chết cho các bạn xem nha. Nãy là chắc các bạn không tin nè. Ra đây con. Đó. Rồi. Đó, như vậy là hắn nằm. Hắn nằm, hắn giả bộ là chết rồi. Mắc cười không? Đó, đắc mắc cười luôn á. À, rồi, ai mà không biết mà đưa cái tay, đưa cái ngón tay vô nè. Ai mà không biết mà đưa ngón tay vô nè, là hắn sẽ kẹp liền lập tức. Đó. À, đây là con còng. Dân gian gọi là con còng. À, có người gọi là con ba khía. À, chỗ mình thì người ta hay gọi là con còng các bạn. Đó. Đó. Ở đây thì người ta hay bắt con còng này để mà cho vịt ăn nè. Rồi cũng có người ta bắt cái con còng này để người ta
về cái người ta giã ra, người ta nấu bún riêu, người ta làm riêu, người ta nấu bún riêu đó đó. Các bạn thấy chưa? Đó đó, bạn thấy chưa? Làm tiền, làm tưởng chưa, làm tưởng là hắn đã chết chưa. Nè. Rồi. Tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn nha, tạm biệt con còng nè. Các bạn đó, các bạn nào chưa biết thì quan sát cho kỹ nè. Con còng. Họ hàng của con cua và có thám cẳng hai càng. Rồi, xin tạm biệt các bạn.